Xin chào các bạn. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Giang. Cô đến từ lớp học vẽ Zia Studio. Hôm nay cô rất vui vì sẽ được đồng hành với các bạn trong năm học mới này với bộ môn mỹ thuật. Cô hy vọng là sẽ được cùng với các bạn vẽ ra được những bức tranh, không hẳn chỉ là những bài tập vẽ trên lớp với cô, mà còn là những tác phẩm nghệ thuật rất đáng yêu, đầy sự sáng tạo, ngộ nghĩnh mà chúng ta có thể để treo ở trong nhà hay là một món quà dành tặng cho những người thân yêu của mình nhé. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau sáng tạo từ những hình vuông để ra một chú bò thật đáng yêu nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào vẽ. Bố mẹ hãy bỏ vở vẽ của con ra nhé. Cô sẽ vẽ bằng khổ giấy A4. Ở độ tuổi này chúng ta chỉ vẽ A4 thôi nhé bố mẹ nhé. Nếu vẽ quá to thì các bạn sẽ bị nhanh chán đấy. Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập vẽ bằng màu nước. Đây là hộp màu nước chuyên dụng mà cô đã mua để vẽ cho các tác phẩm của mình. Nhưng với các bạn nhỏ, bố mẹ không nhất thiết phải mua màu nước như này. Bố mẹ ra hiệu sách. Nhưng với các bạn nhỏ thì bố mẹ không nhất thiết phải mua những lọ màu nước chuyên nghiệp như này, với giá thành khá là đắt, vài trăm nghìn một hộp. Bố mẹ có thể ra hiệu sách và mua những cái bộ màu nước vài chục nghìn thôi cũng được, vừa đảm bảo với các bạn nhỏ thì chưa biết giữ gìn, nên các con sẽ sử dụng rất là nhanh hết và nhanh hỏng lọ màu. Thứ hai là một cốc nước và có một chiếc bút lông để chúng ta sử dụng màu nước nhé. Một chiếc bút chì để chúng ta khắc hình. Ngoài ra, nếu như mà bố mẹ chưa chuẩn bị được màu nước, hoặc là trong mùa dịch này các bạn không thể đi mua được màu nước, thì có sử dụng màu giả hoặc là màu sắc màu. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thực hiện. Bước đầu tiên, các bạn hãy chuẩn bị vở vẽ ra cho cô nhé. Bước đầu tiên, cô sẽ vẽ đường chân trời ạ. Đường chân trời của cô sẽ không nằm ở giữa tờ giấy mà sẽ nằm thấp hơn ở dần giữa một chút. Đó là phần 2/3 hoặc là 1/4 của tờ giấy ạ. Bước thứ hai, cô sẽ lấy màu. Ở đây thì cô sẽ phân biệt giữa đường chân trời là phần dưới là bờ cỏ, mặt đất, phần ở trên là bầu trời. Cô đã sử dụng màu xanh lá cho cái phần bãi cỏ của cô. Bố mẹ có thể cho các con tô màu theo sở thích, không nhất thiết phải là màu xanh lá. Chỉ cần đảm bảo cho cô là màu sắc trong sáng. Các con có thể sử dụng màu sắc nhiều màu để thành màu sắc cầu vồng cũng được, nhưng mà sẽ tô các màu gọn gàng, sạch sẽ và đặt cạnh nhau, chứ không trộn tất cả các màu lại với nhau. Bạn nào không có màu sáp, màu nước thì các bạn có thể sử dụng màu sáp, màu dầu, tất cả những cái màu mà các bạn đang có sẵn ở trên mặt bàn ạ. Ở đây thì cô đang sử dụng màu nước với những cái tông màu đậm nhạt khác nhau. Xanh lá thì có xanh lá đậm, xanh lá nhạt. Và cô cho thêm một chút màu cam để thể hiện phần đất đấy. Sau khi xong phần bãi cỏ thì cô sẽ tô đến phần bầu trời. Với bài hướng dẫn thì cô thường sẽ tô những màu cơ bản cho các bạn cùng xem ạ. Cô sẽ tô bầu trời là màu xanh dương. Bố mẹ có thể cho con tô bầu trời màu xanh khác cũng được. Chỉ cần đảm bảo cho cô là hai phần bầu trời và phần mặt đất thì nó sẽ là hai màu khác nhau. Phần mặt đất thì sẽ là những màu có phần đậm hơn. Còn phần bầu trời sẽ là những màu có phần nhạt hơn. Hãy cứ để cho con thoải mái tự do thả bút, thả tay với lại bài vẽ màu này của các con. Cô chọn lựa bài này đầu tiên là bởi vì để cho các bạn không bị gò bó vào bởi một khuôn khổ màu vẽ nào.
Các con chỉ cần tô màu rõ ràng hai khu, đó là khu bầu trời và khu mặt đất cho cô là được ạ. Và cũng không nhất thiết phải là màu nước. Cô đã xong phần bầu trời và phần mặt đất của cô. Các bạn thấy thế nào nhỉ? Bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo dáng chú bò từ giấy A4 nhé. Ở đây thì cô có một tờ giấy A3, nhưng mà chúng ta chỉ cần dùng tờ giấy A4 là đủ rồi. Vì thế cô đã gấp giấy A3 lại để thành giấy A4 đấy. Tờ giấy này thì bố mẹ cho con dùng giấy vẽ bình thường ấy, nó là loại mỏng, con sẽ dễ vẽ hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật bằng bút chì các bạn ạ. Một hình chữ nhật khá là to nằm ở giữa tờ giấy. Đó là thân của chú bò đấy. Sau đó chúng ta sẽ vẽ thêm hai hình chữ nhật nhỏ ở bên cạnh để làm chân của chú bò. Bên trái chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật hoặc hình vuông to hơn một chút để làm đầu này. Và chúng ta sẽ vẽ tiếp tục là hai hình tam giác để làm tai của chú bò. Và cuối cùng là các con có thể vẽ hình tròn hoặc là một hình vuông để làm mũi của chú bò. Sau đó chúng ta sẽ xé từng chi tiết ra một nhé. Chúng ta sẽ xé chứ không cắt đâu các bạn ạ. Giấy này dùng rất là dễ xé, vì thế là bố mẹ hãy cho con sử dụng giấy A4 bình thường mà bố mẹ hay dùng để viết hoặc là đánh máy ấy. Chúng ta sẽ không dùng giấy quá dày nhé. Giấy quá dày thì tay các bạn nhỏ yếu, các bạn không thể xé được. Với bài học xé dán này thì xé hình chữ nhật và hình vuông là dễ nhất. Cô hy vọng là các bạn sẽ tự xé được. Và cô đã xé được thân của chú bò rồi. Bây giờ cô sẽ tiếp tục xé đến đầu của chú bò nhé. Rồi, cô sẽ xé tiếp theo là đến phần tai của chú bò các bạn ạ. Ở phần xé này thì bố mẹ có thể hỗ trợ con với những chi tiết nhỏ. Khi tay của các con chưa thực sự chuẩn xác thì bố mẹ hãy hỗ trợ con một chút nhé. Cũng là cách để bố mẹ trao đổi và làm việc cùng với con và hiểu con nhiều hơn đấy. Rồi cô đã xé xong cái mũi của chú bò nữa. Và cuối cùng là cô sẽ xé hình chữ nhật nhỏ hơn nữa để làm hai cái chân của chú bò các bạn ạ. Các bạn xé giấy có thấy khó không? Và cuối cùng thì cô bị quên một chi tiết, các bạn có biết là gì không? Đó chính là cái đuôi đấy. Các bạn hãy xé một hình chữ nhật để làm cái đuôi của chú bò nhé. Thế là cô đã xé xong chiếc hình chú bò bằng giấy rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ dán nó vào bức tranh được không các bạn? Cô sẽ dùng bằng băng dính hai mặt, hoặc các bạn sẽ dùng keo dán cũng được. Với tình hình dịch bệnh này thì cô biết là bố mẹ rất là khó để đi mua đủ dụng cụ học tập cho các bạn. Vì thế mình sẽ tận dụng những cái gì ở nhà mình có để mình xé, để mình dán vào nhé. Một là băng dính hai mặt này, hai là keo dán. Và nếu các bạn không có cả ba cái đó thì các bạn có thể dùng bằng cơm nguội đấy. Hãy bảo bố mẹ lấy thử vài hạt cơm nguội và các bạn nghiền nát, xê nhỏ, mịn ra mặt sau của các chi tiết. Sau đó mình sẽ dán nó vào trong tờ giấy. Các bạn hãy thử một lần xem sao nhé. Cô đã dán đến phần tai. Tai là chi tiết bé nhất nên là sẽ khó để dán nhất đấy.
nên các bạn hãy cẩn thận nhé. Cô dùng bằng băng dính hai mặt nên là khi cô bóc ra những chi tiết nhỏ cũng làm cô rất là bỡ ngỡ đấy các bạn ạ. Cô đã bắt đầu dán đến phần chiếc chân rồi đấy. Chú bò sẽ có 4 chân, nhưng mà ở đây do góc nhìn của chúng ta thì chỉ cần có 2 chân thôi các bạn ạ. Nếu bạn nào có thể làm được 4 chân thì sẽ rất là tốt. Và cuối cùng là cô sẽ dán cái đuôi vào. Cái đuôi là một chi tiết nhỏ làm cô cũng thật là khó dán. Cô đã dán xong bạn mò của chúng ta ở trên vở vẽ. Mức thứ 3 là chúng ta sẽ lấy nét để viền và trang trí cho chú bò của chúng ta thêm rõ ràng và sinh động hơn nhé. Cô sẽ lấy bút nét dạ đen kẻ viền này, các chi tiết như mắt, tai, miệng, mũi đều là những chi tiết quan trọng. Các bạn đừng quên viền cho cô nhé. Nếu bạn nào không có bút dạ thì các bạn có thể dùng màu đen của bút sáp màu này hay là bút kẻ bảng cũng đều được. Ngoài màu đen ra thì các con có thể sử dụng các màu đậm ở trong bảng màu của các con để sử dụng vẽ nét. Nhưng mà các bạn có biết là chú bò có những đặc điểm gì trên cơ thể không? Một chú bò sữa sẽ có những đám mây bồng bềnh nằm ở trên cơ thể của bạn ấy đấy. Các bạn đã từng nhìn thấy chưa nhỉ? À, đó không phải là những đám mây đâu, mà đó là những vùng loang màu sẫm màu ở trên cơ thể của chú bò, để cho chúng ta có thể phân biệt được đó là bò sữa hay là bò bình thường các bạn nhé. Thế là cô đã vẽ xong nét và các chi tiết trên thân chú bò rồi. Bây giờ cô sẽ trang trí thêm một chút ở bãi cỏ. Cô sẽ vẽ những thảm cỏ này có bông hoa nhỏ xinh. Cô sẽ vẽ những bụi cỏ này với kích thước khác nhau. Ở gần thì sẽ là to, còn ở xa thì sẽ là nhỏ các bạn nhé. Các bạn chú ý cho cô. Chúng ta sẽ vẽ không vẽ những bãi cỏ, bụi cỏ có kích thước giống nhau vì nó sẽ làm cho bức tranh của chúng ta thật là nhàm chán. Chúng ta sẽ vẽ ở các vị trí khác nhau này và có kích thước khác nhau, thậm chí có cả các màu khác nhau nữa đấy. Ở đây cô sử dụng màu xanh cho bãi cỏ. Các con có thể sử dụng màu sắc mà các con yêu thích để tô cho những bụi cỏ và bãi cỏ của mình nhé. Và bây giờ cô sẽ trang trí cho chú bò của cô thật là đáng yêu với chiếc mũ màu hồng. Các bạn thấy cô bò sữa của cô có đáng yêu không nào? Sau khi hoàn thành tác phẩm của mình, các bạn nhớ là hãy ghi tên của mình vào để cho mọi người biết mình chính là tác giả của tác phẩm độc đáo này nha. Nếu các con không viết được, hãy nhờ bố mẹ viết giúp tên của mình vào. Và thế là cô đã hoàn thành xong tác phẩm của cô rồi đấy các bạn ơi. Các bạn đã xong bài của mình chưa?
Vậy là cô và các bạn đã hoàn thành xong tác phẩm Chú bò sữa đáng yêu, từ những hình vuông thật là đơn giản và ngộ nghĩnh. Với bài học này, cô muốn các bạn sẽ nhận biết được hình vuông, hình chữ nhật. Và các bạn sẽ được tự do, thoải mái, làm quen với màu nước. Cô hy vọng các bạn sẽ yêu thích bài học ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn với bài học tiếp theo nhé. Empty freeway, no waiting for the light to change. I'm seeing the sun.